Hồ Động Đình, vùng đất tổ của người Việt được ghi dấu trong huyền sử của dân tộc. Đây là một trong những hồ lớn nhất Đông Á. Hồ đón nhận nguồn nước từ 4 con sông, Tương Giang và Tiêu Giang, Tư Giang, Nguyên Giang và Lễ Thủy. Hồ Động Đình có một vị trí rất quan trọng trong tâm thức của người Việt. Đây là trung tâm của văn hóa tộc Việt trong thời kỳ văn hóa Thạch Gia Hà, là nơi người tiền Việt và cư dân tộc Việt hệ ngữ Nam Á đã định cư và sinh sống trong hàng nghìn năm, kể từ thời đá cũ khoảng 10.000 năm trước, tới cuối thời đá mới khoảng 4.000 năm trước. Cũng chính Hồ Động Đình là nơi chúng ta được chứng kiến khung cảnh tế lễ vô cùng đặc biệt được Khuất Nguyên mô tả lại trong bài Đông Quân, Bộ Cửu Ca, Tập Sở Từ. Những thông tin được cung cấp từ đây sẽ tái hiện một phần văn hóa rất quan trọng của người Việt, chính là văn hóa thờ trời. Trong số tin gem history này, chúng ta hãy cùng khám phá về vị trí quan trọng của Hồ Động Đình đối với người Việt. Và cũng từ đó tìm hiểu về bài Đông Quân cùng Bộ Cửu Ca để tìm hiểu những đặc trưng văn hóa tộc Việt trong tập thơ có vai trò đặc biệt này. Hồ Động Đình trong tâm thức của người Việt. Trong truyền thuyết của người Việt, Hồ Động Đình là một vùng đất linh thiêng, chuyện chép như sau. Kinh Dương Vương xuống Thủy Phủ, cưới con gái vua Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm tức là Lạc Long Quân. Hồ Động Đình là một vùng linh thiêng, tới nỗi người Việt cho rằng còn có một vị vua cai trị hồ này, Long Nữ, mẹ của Lạc Long Quân, là con của vua Động Đình. Tên của bà cũng thể hiện bà thuộc dòng giống nhà rồng, thường sinh sống dưới nước. Lạc Long Quân sinh ra cũng là giống rồng. Cha Lạc Long Quân tất nhiên không phải là người thật, mà là một hình tượng thần thoại được người Việt xây dựng nên dựa trên những yếu tố thực tế trong văn hóa vật tổ tiên rồng của người Việt. Lạc Long Quân trong khắc họa của người Việt là một người vô cùng tài phép, diệt trừ yêu ma quỷ quái hại dân, yêu thương và khai sáng con dân nước Xích Quỷ, luôn trắc ẩn, hiện về mỗi khi người Việt cần. Trong lịch sử của người Việt, từ thời Hùng Vương cho tới thời độc lập, chúng ta cũng thấy được Lạc Long Quân đã nhiều lần hiện thân cứu giúp người Việt. Đầu tiên là khi người Việt đối mặt với giặc ngoại xâm đầu tiên là nhà Thương, vào thời điểm khoảng 3.300 năm trước, Lạc Long Quân đã khuyên vua Hùng nên cho sứ giả đi khắp nước, đi tìm người tài. Chính là Thánh Gióng. Thánh Gióng là một hình tượng có tính đại diện. Kết cục người Việt đánh đuổi được giặc Ân ra khỏi bờ cõi. Tới thời An Dương Vương, Lạc Long Quân đã sai thần Kim Quy mang nỏ thần tới cho An Dương Vương, giúp An Dương Vương có phương cách đánh bại quân xâm lược lúc đó là nước Nam Việt của Triệu Đà. Từ thời tự chủ, khi đất nước lâm nguy dưới sự cai trị tàn ác của Nhàn Minh, Lạc Long Quân cũng đã trao Thuận Thiên Kiếm cho Lê Lợi, giúp ông đánh bại quân xâm lược vào Đô Hộ, giành lại nền độc lập cho người Việt. Lạc Long Quân sau đó đã kết duyên cùng Âu Cơ, hình thành nên người Việt. Âu Cơ là giống tiên, Lạc Long Quân là giống rồng. Sự kết hợp giữa rồng và tiên, giữa dương và âm, giữa hai vật tổ quan trọng nhất của người Việt, rồng và chim tiên, đã tạo nên người Việt mang trong mình một tâm hồn hài hòa giữa hai yếu tố âm dương đó. Long Quân bảo, ta là loài rồng, sinh trưởng ở thủy tộc. Nàng là giống tiên, người ở trên đất, vốn chẳng như nhau. Tuy rằng khí âm dương hợp lại mà có con, nhưng phương viên bất đồng, thủy hỏa tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu. Bây giờ phải ly biệt, ta đem 50 trai về thủy phủ phân trị các xứ, 50 trai theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị. Dù lên núi xuống nước, nhưng có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau. Lạc Long Quân và Âu Cơ rốt cuộc cũng phải chia tay với nhau. Đây là một sự chia tay bất đắc dĩ. Nó biểu hiện cho sự kiện hạn hán trong vùng Dương Tử, khiến nền văn minh tại đây sụp đổ. Cư dân tộc Việt phải di cư phần lớn ở phía Nam. Sự kiện này diễn ra vào khoảng 4.000 năm trước. Trong đó, nhóm chính đã cùng với mẹ Âu Cơ trở về Việt Nam, hình thành nên nước Văn Lang với văn hóa Phổng Nguyên. Câu chuyện họ Hồng Bàng về nguồn gốc của người Việt đậm chất thần thoại, ngắn gọn, xúc tích, nhưng lại ghi rất đầy đủ về nguồn gốc của người Việt. Câu chuyện đã thể hiện sự linh thiêng của vùng Động Đình với người Việt. Trong thời điểm hiện tại, người Việt vẫn có ký ức về Hồ Động Đình với việc tôn thờ vua cha Bát Hải Động Đình, chính là vị vua đứng đầu thủy phủ đã được ghi lại trong câu chuyện họ Hồng Bàng. Người sinh ra Long Nữ, mẹ của Lạc Long Quân và là bà nội của các vị vua hùng đầu tiên. Trong kho tảng ca dao dân gian Việt Nam cũng có câu gió Động Đình mẹ du còn ngủ, trăng tiền đường ấp ủ năm canh, tiết trời thu lạnh lành lanh, cỏ cây khóc hạ, hoa cảnh thương đông, bống bổng bông, võng đào mẹ bế còn rồng cháu tiên. Dường như ở vùng Phú Thọ đã từng có hồ được đặt tên là Hồ Động Đình, vùng Bắc Ninh cũng có con sông được đặt tên Tiêu Tương. Hiện hồ và sông này không còn, nhưng tại Bắc Ninh vẫn còn lại những dấu tích của tên sông như làng Tương Giang, núi Tiêu,
chùa Tiêu. Cửu ca và văn hóa tộc Việt. Khuất Nguyên là tác giả của tập Sở Tư và của bộ Cửu ca. Cửu ca là do Khuất Nguyên làm ra vậy. Xứ ấp nằm dĩnh nước Sở trong vùng sông Nguyên và sông Tương. Nó có tục tin quỷ nên ưa cúng kính. Hễ có cúng kính thì nó tất làm ra ca nhạc cổ vũ để làm vui lòng các vị thần. Khuất Nguyên khi bị phóng trục, ra lánh ở vùng đất ấy, lòng mang ưu phiền, chịu khổ cay độc, sầu tư ứ uất, bèn ra xem âm nhạc ca múa của buổi lễ cung kính do người làng quê thực hiện. Nguyên nhân vì thế mà làm ra khúc cửu ca, trước để bày tỏ sự cung kính đối với việc thờ cúng quỷ thần, sau để nói lên sự oan kết của mình. Khuất Nguyên khi tới vùng đất của người Việt, quan sát hoạt động cúng tế thần của người Việt, đã có cảm hứng sáng tác nên bộ cửu ca và bài Đông Quân để bày tỏ lòng cung kính. Bài Đông Quân có một vị trí quan trọng hơn bởi những mô tả của nó cho chúng ta thấy một hình ảnh vô cùng gần gũi và thân thuộc với người Việt. Đó chính là những hình vẽ trên trống đồng Ngọc Lũ. Xét về niên đại, chúng ta thấy được thời kỳ sinh sống của Khuất Nguyên rất gần với thời kỳ xuất hiện của trống đồng Ngọc Lũ. Văn hóa tộc Việt chính vì vậy đã được Khuất Nguyên mô tả lại một cách khá trọn vẹn. Từ hoạt động tế thần mặt trời của người Việt kết hợp với những hình họa của trống đồng Ngọc Lũ, chúng đều thể hiện hoạt động tế trời là cốt lõi văn hóa và tâm linh quan trọng bậc nhất của người Việt. Văn hóa thờ trời của tộc Việt đã có lịch sử ít nhất là 6.000 năm kể từ thời điểm khởi nguồn cho tới khi người Việt thất bại trong cuộc chiến chống xâm lược của giặc Tần Hán, với hình tượng mặt trời tìm thấy sớm nhất trong văn hóa thành Bắc Khu ở vùng Hồ Động Đình, nguồn gốc chính của người Việt. Các bài trong bộ cửu ca cũng cho chúng ta thấy những hoạt động rất tương đồng với các hình vẽ được mô tả trên trống đồng Ngọc Lũ. Những câu trong bài Tương Phu Nhân, một vị thần sông Tương, cũng cho chúng ta thấy được một số chi tiết liên quan tới văn hóa của người Việt. Bể dòng chim đậu chi đây, ngọn cây ai đặt lưới này lạ chưa, nai làm chi ở sân trong, thuồng luồng vào chỗ nước nông làm gì. Thuyền và chim cũng là một hình ảnh thường được người Việt khắc họa cùng nhau. Trên các trống đồng và tháp đồng Đông Sơn cũng không thiếu hình ảnh chim được khắc họa bên cạnh những con thuyền rồng. Hươu nai cũng là những hình tượng vô cùng thân thuộc với người Việt, thường được người Việt khắc họa lên các trống đồng và đồ đồng Đông Sơn. Thuồng luồng là một loài vật thần thoại cũng được ghi lại trong truyền thuyết họ Hồng Bàng của người Việt. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép là thuồng luồng, trong chuyện họ Hồng Bàng chép là giao long. Có lẽ đây là hai tên gọi khác của loài vật hay làm hại con người. Từ những phân tích về bài Đông Quân và một số bài trong tập cửu ca ở trên, chúng ta đã thấy được một trong những hoạt động quan trọng nhất của người Việt, tế trời. Đây là một tôn giáo cổ xưa của người Việt. Cũng từ sự khảo cứu bài Đông Quân trong sự so sánh với trống đồng Ngọc Lũ, chúng ta thấy được trống đồng Ngọc Lũ là một vật được tạo ra với mục đích chính và cốt yếu là thờ trời. Mọi hoạt động đều có ý nghĩa đại diện mặt tâm linh, đa số trong đó biểu hiện cho sự tôn thờ trời của người Việt. Trời là tối cao, trời tạo nên sự sống. Các loài vật, con người xuất hiện trên trống đều có cùng ý nghĩa với cùng ngành trời. Cùng với văn hóa thờ trời, sự xuất hiện của những hình ảnh về người mặc áo lông vũ, đội mũ lông vũ, cũng như sự xuất hiện của chim tiên là một vật tổ trong nền văn hóa lưỡng hợp tiên rồng của người Việt. Những chiếc thuyền cũng được thể hiện hình ảnh lưỡng hợp tiên rồng với hình ảnh chim bay vào đầu thuyền rồng. Văn hóa vật tổ và văn hóa thờ trời đã hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo trên các hoa văn trống đồng. Trống đồng Ngọc Lũ vô cùng đặc biệt, nó khác biệt rất lớn so với các trống đồng Đông Sơn nhỏ hơn. Việc thể hiện trọn vẹn nền văn hóa thờ trời kết hợp với văn hóa thờ vật tổ là cơ sở để giả thuyết rằng trống đồng Ngọc Lũ được sử dụng riêng cho tầng lớp cao nhất trong xã hội Việt thời kỳ đó là các vị vua hùng. Vùng Hồ Động Đình là trung tâm của người Việt trong nhiều nghìn năm. Nơi đây cũng là nơi sinh sống của người Việt, nên Hồ Động Đình đã in rất sâu trong tâm thức của người Việt, là một vùng đất linh thiêng. Những câu chuyện trong chuyện họ Hồng Bàng, các câu chuyện trong bài Đông Quân và tập cửu ca cũng cho chúng ta thấy cốt lõi văn hóa tộc Việt trong vùng Hồ Động Đình, sông Tiêu Tương. Tính linh thiêng mãi vẫn còn đó, người Việt vẫn sẽ mãi ghi nhớ vùng Động Đình như vùng đất tổ đầu tiên của dân tộc mình. Cùng với Việt Nam là đất tổ thứ hai, cả hai vùng đất đều sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong tâm thức của người Việt. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thích video này, đừng ngần ngại bấm like và theo dõi kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều những thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!